Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời ông Trần Văn Nết, đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo vùng thủ đô trình đốn. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các toàn thể, đại diện cộng đồng và các tổ chức, kính thưa quý liệt vị và kính thưa quý đồng hương, chúng tôi xin đại diện cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thủ đô Hoa Thịnh Lốn và vùng phụ cận trân trọng kính chào quý liệt vị. Kính thưa quý liệt vị, lời nói đầu tiên chúng tôi là chúng tôi muốn bày tỏ cái sự ca tụng tinh thần của quý liệt vị có mặt ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta quy tụ về đây để chào quốc kỳ đầu năm. Quốc kỳ là lá cờ của tổ quốc, quốc kỳ của chúng ta là cờ vàng mã sọc đỏ, lá cờ của tổ quốc Việt Nam, lá cờ của đất nước Việt Nam, lá cờ quốc gia Việt Nam, lá cờ của đất Việt Nam mà đất nước chúng ta đang bị cộng sản chiếm đoạt. Không phải là lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ đỏ sao vàng là do Việt Cộng làm ra, nó biểu hiện cho sự thông thuộc của lá cờ Trung Cộng. Chúng ta thấy cờ vàng ba sọc đỏ và cờ của chúng ta nó khác, còn cờ của cộng sản là cờ đỏ sao vàng, nó giống như cờ Trung Cộng, nó chỉ khác ở chỗ số con sao mà thôi. Cờ Việt Cộng, cờ đỏ sao vàng là cờ đàn em thông thuộc của cờ đàn anh là Trung Cộng. Cho nên chúng ta thấy rằng cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ chúng ta là cờ truyền thống, cờ chánh nghĩa. Còn cờ đỏ sao vàng của Trung Cộng là do Đảng Cộng sản lập ra. Mà Đảng Cộng sản là ai? Là như một nhà thơ đã lớn lên là sống trong lòng Việt Cộng đã nói rằng Đảng Cộng sản chỉ là đảng cướp, đảng thực chất chỉ là đảng cướp. Mà chúng ta kiểm là coi, không phải chúng ta ghét mà nói, thừa mà bỏ. Từ ngoài Bắc nó đã bày ra, nó cướp đất, cải cách ruộng đất, rồi trong Nam đánh tư sản ngoài bản, và ngay tới bây giờ tiếp tục cướp đất của nhân dân. Chúng ta chỉ cần mở TV lên, chúng ta thấy sự cảnh tàn thương đó. Đó. Nhưng mà tôi cảm đoán với quý vị, chúng ta xét thấy rằng trong lịch sử không có một đảng, không có một chế độ nào tồn tại mãi mãi khi mà chế độ đó tàn ác. Một ngày nào đó chúng nó sụp đổ. Chúng ta là những người may mắn sống ở ngoại ngoại, chúng ta phải làm tất cả mọi gì để giúp, để hỗ trợ cho đồng bào chúng ta sớm sập đặt cái gọi cộng sản. Nhân dịp đầu năm, chúng tôi xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị và cùng gia đình một năm được đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe, được mọi sự dĩ. Trân trọng kính chào quý vị.